sĩ bác sĩ Võ Văn Kha, công tác tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa bác sĩ Kha, việc chẩn đoán sớm bệnh có tầm quan trọng như thế nào trong việc cứu sống bệnh nhân ung thư ạ? Bệnh ung thư hiện nay là một cái gánh nặng cho sức khỏe của người dân. Việc quan trọng nhất là chẩn đoán sớm. Làm sao chúng ta chẩn đoán được sớm bệnh thì điều trị cái kết quả mới cao. Một số loại ung thư, ví dụ như ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư đại trực tràng, ung thư vùng khoang miệng, thì chúng ta cũng có thể phát hiện được, tầm soát và phát hiện sớm. Khi tầm soát phát hiện sớm ở giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì tỷ lệ điều trị khỏi là rất là cao. Còn nếu mà chúng ta không phát hiện sớm được ở giai đoạn 3, giai đoạn 4 thì tỷ lệ điều trị khỏi sẽ rất là thấp. Dạ, thưa bác sĩ Kha, hiện nay thì có những tiến bộ mới nào trong việc chẩn đoán bệnh ung thư ạ? Về chẩn đoán bệnh ung thư thì hiện nay các nhà khoa học đã nghiên cứu ra nhiều cái biện pháp, những biện pháp tầm soát cũng như là biện pháp chẩn đoán phát hiện sớm bệnh ung thư. Về kỹ thuật thì các kỹ thuật hiện đại như là các cái kỹ thuật siêu âm mà phân tích sâu về hình ảnh ung bướu. Ngoài ra thì các cái tiến bộ về mặt hình ảnh, các kỹ thuật CT ngày càng hiện đại hơn, nhiều lát cắt hơn, phân tích chi tiết hơn, các kỹ thuật MRI hoặc là các kỹ thuật PET kết hợp giữa hình ảnh CT và chức năng để làm sao phân tích được cái kết quả mà nó mang tính chất là sát hợp nhất để có cái kết quả chẩn đoán chính xác nhất. Đặc biệt hiện nay có những cái tiến bộ về lĩnh vực y học hạt nhân và y học miễn dịch phóng xạ, thì những kỹ thuật này sẽ kết hợp với các cái kỹ thuật mà hiện có để làm tăng lên cái hiệu quả chẩn đoán và tầm soát ở ung thư ở giai đoạn sớm, cũng như là đánh giá toàn bộ cái quá trình diễn biến của bệnh ung thư để kết quả điều trị được tốt hơn. Dạ, còn đối với vấn đề điều trị thì có những tiến bộ mới nào đã được áp dụng thưa bác sĩ Kha? Về điều trị ung thư đó thì hiện nay cũng có rất nhiều cái tiến bộ. Từ các cái liệu pháp kinh điển trước đây như là phẫu thuật, xạ trị, hóa trị cũng đã có những cái bước tiến so với trước đây. Các kỹ thuật phẫu thuật tiến bộ hơn, ví dụ như là phẫu thuật tạo hình cũng như là phẫu thuật robot cũng đã đang được ứng dụng vào trong các cái kỹ thuật phẫu thuật, đặc biệt là trong cái phẫu thuật ung thư cũng góp phần quan trọng trong cái tiến bộ về phẫu thuật. Về hóa trị thì hiện nay cũng có rất nhiều thuốc mới để được các nhà khoa học nghiên cứu thử nghiệm chứng minh và mang lại cái hiệu quả điều trị so với những năm trước đây, làm tăng đi cái hiệu quả của điều trị của cái liệu pháp hóa trị. Còn về xạ trị thì hiện nay các cái máy xạ trị cũng đã cải tiến, nâng cao cái chất lượng của máy xạ cũng như là làm tăng lên cái tính chính xác. Đó cũng là một cái liệu pháp tiến bộ hiện nay về xạ trị. Nhìn chung các cái liệu pháp điều trị từ phẫu thuật, xạ trị, hóa trị và cái liệu pháp trúng đích đã được tiến bộ rất là nhiều, sử dụng đơn lẻ và kết hợp thì làm tăng đi cái hiệu quả điều trị của bệnh ung thư, đặc biệt là những bệnh ung thư ở giai đoạn sớm mà chúng ta phát hiện được thì chúng ta sẽ điều trị cái cơ may điều trị bệnh ung thư khỏi rất là cao. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Kha. Quý vị và các bạn thân mến, thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Kha đã vừa có những chia sẻ về những tiến bộ mới trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư. Và Phương Quyên nghĩ đây là một tín hiệu vui đối với những người bệnh ung thư, bởi khi mà được chẩn đoán sớm bệnh thì kết quả điều trị sẽ cao hơn, người bệnh sẽ khỏi bệnh và phục hồi sức khỏe. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình Alo Bác Sĩ xin được tạm dừng. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị gửi về email của chương trình alobacsi.ct@gmail.com. Hẹn gặp lại quý khán giả.